bây giờ là trường hợp như nào? Đấy là những cái video về hướng dẫn mua hàng về thương mại. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức nhập hàng, nhập nguyên vật liệu cho công trình. Trong này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tiện ích xuất theo phiếu nhập, nhiều đơn vị cũng có thể gọi đây là xuất thẳng. Cái yếu tố của công trình là các bạn biết là nhập xuất tại chân công trình. Vậy nên chúng ta sẽ làm cái phiếu nhập như thế nào? Đầu tiên chúng tôi xin nói với các bạn, đấy là phần kho. Phần kho thì tôi đã nói trong phần danh mục rất rõ ràng rồi. Tức là đối với công trình thì chúng ta sẽ nhập xuất tại chân công trình, nên là mỗi công trình chúng ta mở một kho. Nhiều công ty thì kinh doanh được khoảng 10 năm thì chắc là cũng chỉ làm đến khoảng vài chục cái công trình là hết, đúng không? Và công trình lớn lớn thì khoảng dăm vài chục cái. Thế ở đây mỗi công trình chúng ta sẽ nhập kho nhé. Đầu tiên chúng ta vào phía nhập mua hàng, các bạn chọn mua hàng, chúng ta chọn thêm. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là như thế này, các bạn nhìn thấy trạng thái chưa thanh toán và thanh toán rồi ý, chúng ta thanh toán bằng tiền mặt, chúng ta tích vào tiền mặt, và chưa thanh toán chúng ta tích vào chưa thanh toán. Ở đây chúng ta chọn đối tượng cung cấp dịch vụ hay là đối tượng cung cấp hàng hóa nguyên vật liệu nhập mua. Ở đây chúng ta ghi vào cụ thể nhập mua nguyên vật liệu. Xử lý về vấn đề của công ty đối với công ty xây dựng và tư vấn thiết kế, đối với phần mềm này nó quá đơn giản, các bạn không phải suy nghĩ nhiều. Chúng tôi có cả cái phần dự toán để các bạn có thể nhập vào. Nhập vào thì các bạn sẽ có được cái gì? Nhập vào thì các bạn sẽ có được cái phần là các bạn so sánh cái quá trình xuất nguyên vật liệu cho công trình để thi công với cái dự toán, xem là chúng ta đã xuất được bao nhiêu. Ở đây là cái ngày ghi sổ và ngày chứng từ. Chúng ta chọn hàng hóa, ở đây mã hàng chúng ta chọn nguyên vật liệu, ví dụ chúng ta nhập đá 12. Ở đây chúng ta chọn kho, là kho này cụ thể lắm, cái này rất cụ thể, chúng ta nhập vào kho công trình một chẳng hạn. Đấy, ví dụ chúng ta mua 200 khối đá này, và với cái đơn giá là 120.000 một khối thì là 25 triệu, đúng không? Thế thì ở trong cái phiếu nhập mua hàng cho công trình thì các bạn lưu ý là các bạn điền nốt các cái thông tin liên quan đến công trình và các cái chi phí. Ở đây khi nhập kho thì nó chưa hình thành chi phí, nó chỉ là mới nhập kho về. Và ở đây đối với kế toán thì các bạn biết là khi nhập kho về 152 thì có nghĩa là nó chỉ là đang là nguyên vật liệu. Nó chỉ trở thành chi phí nguyên vật liệu khi nó được đưa vào sử dụng, hay là đối với kế toán thì chúng ta hạch toán vào tài khoản phí. Nhưng mà ở đây chúng ta chọn luôn đối tượng là vào chi phí là công trình 1. Đấy, các bạn chọn luôn khoản mục chi phí nó là nguyên vật liệu trực tiếp. Thế ở đây nhằm mục đích cái gì? Tại sao chọn luôn nguyên khoản mục chi phí này? Để sau này các bạn làm xuất thì các bạn không quên, các bạn chỉ cần chọn cái phiếu nhập này là bục phát là ra luôn, không cần phải suy nghĩ. Thế là đỡ 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 bị sai, đúng không? Chúng ta mua 300 tấn xi măng, mỗi tấn xi măng nó tầm được khoảng 150.000 đi. Thế nhiều quá không khó, tôi chả biết, chả biết giá xi măng bây giờ bao nhiêu. Ở đây là cụ thể các bạn nhìn thấy không? Thế thì cái trường hợp hóa đơn là hàng về trước, hóa đơn về sau đều xảy ra giống như cái trường hợp là mua hàng bên thương mại. Thế là khi sử dụng phần mềm các bạn lưu ý, các bạn xem video cho nó kỹ. Ở đây trường hợp mà khi chúng ta làm mà có hóa đơn ấy, chúng ta chỉ cần kê một cái thôi. Ở đây chúng ta tiếp là kê này, chúng ta ấn Ctrl M nó sẽ hiện lên cho các bạn. Tiếp theo số hóa đơn 0 1 2 3 5 6 5 4. Chúng ta ở đây chúng ta chọn Ctrl M nó sẽ hiện lên ngày hóa đơn. Tất cả ở đây ví dụ các bạn mua 15 loại hàng hóa, các bạn cũng không phải kê đi kê lại, các bạn chỉ cần chọn là xong.
ăn container thì tất cả các thông tin đều phía dưới đều chính xác hết. Ở đây chúng ta chọn hết các thông tin này nhé. Rồi, ok, ở đây các bạn chọn hết đi, nó lên đến trường hợp có chi phí vận chuyển các bạn đánh vào đây để phân bổ, trường hợp có nếu có chiết khấu các bạn đánh vào đây để được phân chọn nút phân bổ chiết khấu. Thì tôi nhắc lại là phần phí thì nó tăng giá trị hàng nhập kho, phần chiết khấu nó sẽ giảm giá trị hàng nhập kho các bạn nhé. Chiết khấu đây là chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn, còn chiết khấu nhiều ấy, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán ấy, là thì các bạn vào cái phần coi là một khoản thu nhập khác nếu các bạn thu nhập khác. Còn nếu mà chiết khấu thương mại các bạn chiết khấu cho nhiều hóa đơn thì các bạn vào chức năng chiết khấu trên phần mềm ở phần nghiệp vụ ở trên này. Sau khi chúng ta kê xong thì chúng ta sẽ đã lập xong một cái chứng từ cho cái trường hợp thi công công trình. Như vậy là các bạn có thể in được phiếu xuất ở đây nhé, phiếu nhập ở đây. Rồi, ok. Có một cái trường hợp nữa là cái trường hợp mà người ta lại vẫn theo dõi kho mà không hạch toán vào tài khoản nợ 152, tức là không đi qua 152, đi thẳng vào 154 nhưng mà vẫn sử dụng cái phiếu nhập này. Thế thì các bạn, nếu các bạn có nhu cầu thực hiện cái đấy, các bạn liên hệ với chúng tôi sẽ bổ sung cho các bạn trong này một cái phiếu xuất. Thì các bạn có thể in được vừa phiếu, in được phiếu xuất vừa in vừa cái nhập. Tức là cái trường hợp này là trường hợp cực kỳ oái oăm, mà tôi nói ra thì cũng là có kế toán người ta yêu cầu chúng tôi thôi. Tức là oái oăm, cực kỳ oái oăm là không theo dõi 152 nhưng mà lại cứ muốn theo dõi số lượng. Theo dõi 152 mà lại muốn theo dõi số lượng thì cũng được, cũng hợp lý, nhưng mà lại không đi qua tài khoản 152, lại cứ muốn in cả chứng từ phiếu nhập, cả chứng từ phiếu xuất, nó sẽ không qua kho thì lấy đâu ra thì phiếu chứng từ phiếu nhập phiếu xuất. Thế mà vẫn phải yêu cầu công ty phần phần mềm là phải 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 có cái trường hợp đấy để cho em làm. Em làm nó còn nhiều công ty làm gì có nhiều công ty đúng không? Có mỗi công ty làm kiểu đấy, làm gì có nhiều công ty đúng không? Nếu các bạn xem video thì tôi thì nó nói chạng cho vui thôi. Các bạn xem video cho cũng đỡ đỡ buồn. Đấy, chúng ta đã làm xong cái phần phiếu nhập mua hàng cho cái mua nguyên vật liệu cho công trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.